cho lũ trẻ biết con hươu cao cổ trông như thế nào nhở? Khi công nghệ tiến lên phía trước thì nhất định không được để lũ trẻ bị bỏ lại phía sau. Gọi ngay cho bạn hướng dẫn viên, hẳn lũ trẻ sẽ bất ngờ đến đây. Bao phủ bởi những đốm trên lớp lông vàng. Bỏ lại phía sau.